Dạ. Dạ. Mình nói chuyện thời tiết. Thôi cho miếng bánh tráng đi. Mệt quá ông. Sao đây? Cho miếng bánh tráng đi mà. Tí nữa mưa á. Dạ. Tí nữa mưa ngập vườn rồi các kiểu. Dạ, bấm cho miếng đi. Không cho hả? Không, không cho. Rồi bấm điện thoại kia đâu. Không. A few moments later. Điện thoại. Hả? Điện thoại kìa. Điện thoại. Ờ, có điện thoại, có điện thoại. Ờ, em nghe sếp ơi. Cái gì? Tăng lương hả? Ôi sếp tăng thì em nhận thôi ha. Cảm ơn sếp nha. Kỳ này xài S20 lớp 25 triệu đồ dầu ha. Có đâu, hồi đợt anh mua có 14 triệu mấy à. Gì? Thì có, giờ nhiêu? 17 triệu tại Di Động Việt. Trời, ngon không? Mị nói cho mà nghe. Xin chào mừng các bạn đã đến với Tech Mắt. Đây là Samsung Galaxy S20 Plus. Và mình cũng biết là đã có rất là nhiều video nói về chiếc điện thoại này rồi. Và bản thân mình thì cũng không muốn nói gì thêm về chiếc điện thoại này nữa đâu. Thế nhưng mà sau cái đợt giảm giá vừa rồi thì chiếc điện thoại này giảm giá từ 25 triệu xuống còn đâu đó 15 triệu. Sau cái đợt giảm giá thì còn khoảng là 17 triệu. Cho nên là mình cảm thấy chiếc điện thoại này rất là thú vị. Chính vì vậy trong video ngày hôm nay mình sẽ ngồi ghế đá, uống trà đá và bàn luận về Galaxy S20 Plus này nhé. Mình mời các bạn. Sau gần nửa năm mình trải nghiệm Samsung Galaxy S20 Plus này thì cái cảm nhận của mình nó đã khác hơn nhiều so với lần đầu mà mình trải nghiệm. Mình ngay lúc này á, thì mình cảm thấy Samsung Galaxy S20 Plus là một sản phẩm vừa đẹp mà nó vừa không đẹp. Đẹp đến từ các đường nét thiết kế và đẹp đến từ cái màu sắc của sản phẩm là mình khá là ưng ý. Và cái không đẹp ở đây đó chính là hệ thống camera. Camera này được thiết kế theo hình chữ nhật và được đặt ở góc trên bên trái. Thì đây chính là huyền thoại của năm 2020 rồi. Bên cạnh đó thì cái phần camera này khi mà đặt ở mặt lưng thì mình thấy nó không được tinh tế. Cái mặt lưng này thì nó đã rất là tinh tế rồi nhưng mà đặt cái cụm camera này nó kiểu như nó hơi bị thô á. Cho nên là làm cho tổng thể thiết kế của mặt lưng của Galaxy S20 Plus này nó đi xuống đi một bậc. Còn nói về chất lượng gia công sản phẩm thì mình cảm thấy chiếc điện thoại này vừa tốt mà cũng vừa không tốt luôn. Tốt là bởi vì là các chi tiết, ví dụ như phần khung viền và cái phần mặt lưng này được làm liền mạch. Và sau một cái thời gian trải nghiệm khá là lâu sản phẩm này rồi thì mình có cảm giác như là bị quen tay vậy á. Bởi vì các chi tiết nè, ví dụ như là trọng lượng nè, kích thước cũng như là các đường bo cong được Samsung làm rất là hợp lý. Cho nên là sử dụng một thời gian nó sẽ quen tay. Khi mà mình chuyển sang sản phẩm khác thì cái độ sướng nó không bằng. Nhưng mà điểm không tốt ở đây đó là khi mà mình nhìn kỹ vào cái phần tiếp giáp giữa cái phần khung viền và cái phần mặt lưng thì nó sẽ có một cái khe hở. Mình là một người không sử dụng ốp, chính vì vậy là sau một thời gian sử dụng thì cái phần khe hở này nó đã bám rất là nhiều bụi. Cái chi tiết này thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm đâu, nhưng mà cơ bản là mình không thích chiếc điện thoại của mình nó có một cái khuyết điểm như vậy. Mình cũng xin nhắc sơ qua về màn hình của Galaxy S20 Plus này nha. Thì đây cũng chính là cái điểm khác biệt cũng như là cái điểm nâng cấp nhiều nhất giữa S10 series lên S20 series. Màn hình trên S20 Plus thì được trang bị tần số quét cực kỳ cao lên tới là 120Hz. Tuy nhiên cái điểm này lại khiến cho người dùng rất là đau đầu. Đau đầu là bởi vì khi mà các bạn kích hoạt 120Hz là các bạn phải chấp nhận giảm độ phân giải từ Quad HD xuống còn lại là HD mà thôi. Hoặc là các bạn muốn sử dụng độ phân giải Quad HD thì bắt buộc các bạn chỉ sử dụng tần số quét là 60Hz. Cho nên là một là các bạn chọn độ mượt, hai là các bạn chọn độ sắc nét. Mình thì sẽ ưu tiên chọn cái độ mượt. Bởi vì với cái khoảng cách sử dụng bình thường như thế này á thì mình rất ít khi nào mà cảm thấy màn hình của S20 Plus nó bị rỗ. Nhưng mà đối với độ mượt thì các bạn sẽ dễ dàng cảm nhận hơn. Ví dụ như khi các bạn vuốt thanh thông báo trạng thái xuống, ví dụ như các bạn chuyển đổi đa nhiệm giữa các cửa sổ hay là các bạn khởi chạy ứng dụng thì cái hiệu ứng của nó sẽ mượt mà hơn. Và chính cái sự mượt mà này sẽ làm cho các bạn có cảm giác rằng chiếc máy này có hiệu năng ổn và mang đến cái sự thoải mái khi mà các bạn trải nghiệm chiếc S20 Plus. Còn nói về chất lượng hiển thị thì mình chắc chắn một điều luôn là chiếc S20 Plus này là một trong những chiếc điện thoại Android có màn hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Do đó khi các bạn xem phim nè hay là các bạn chơi game thì cái trải nghiệm mà S20 Plus mang cho các bạn là mình đánh giá rất là cao. Bên cạnh đó thì Samsung Galaxy S20 Plus này được trang bị một màn hình đục lỗ. Và khi so với màn hình của Note 10 Plus thì cái diện tích đục lỗ này nó đã nhỏ hơn rất là nhiều rồi. Gần 6 tháng qua khi mà mình sử dụng chiếc điện thoại này để xem phim, để mà chơi game thì nó không hề khiến cho mình khó chịu một chút nào cả. Galaxy S20 Plus này thì đang sở hữu viên pin có mức dung lượng là 4500mAh. Và đây cũng là một thông số như bao thông số khác mà thôi. Các bạn chỉ nên dừng lại ở mức là tham khảo. Bởi vì khi mà mình sử dụng chiếc máy này một thời gian dài rồi thì mình nhận ra là thời lượng sử dụng pin bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái hành vi sử dụng của mình. À, nghĩa là sao? Ví dụ như là khi mình thiết lập
cái tần số quét màn hình là 60Hz thì mình cảm thấy là S20 Plus là một chiếc máy có pin cực kỳ trâu, có thể đáp ứng được hoàn toàn dư sức cái thời lượng sử dụng một ngày của mình. Từ 8 giờ sáng là mình rút sạc 100% pin, đến khi tối mình xem vài bộ phim nữa mình mới cắm sạc á, thì lúc đó pin còn khoảng 10-15% gió, nó không cao lắm, nhưng mà cơ bản là vẫn đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng một ngày. Còn khi mà mình chuyển về chế độ là 120Hz thì thôi rồi, pin nó tuột cực kỳ nhanh và nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng cơ bản trong vòng một ngày. Và lúc này đây mình cảm thấy cũng có một cái sự đau đầu khi phải lựa chọn. Một là các bạn chọn pin trâu, tần số quét 60Hz. Hai là các bạn chọn độ mượt mà và lúc này thì pin nó bị héo. Và tất nhiên rồi, như là ban đầu mình đã chia sẻ với các bạn á, mình sẽ chọn là mượt mà. Cũng bởi vì mình là một reviewer mà, mình cũng có khá là nhiều điện thoại, cho nên là khi mà chiếc điện thoại này hết pin á, thì mình có thể lấy chiếc điện thoại khác ra sử dụng. Còn đối với các bạn thì mình nghĩ là các bạn nên lựa chọn cái tần số quét là 60Hz để đảm bảo cái thời lượng sử dụng pin trong vòng một ngày. Còn nếu như các bạn khi mà xem phim hay là các bạn chơi game á, muốn mượt mà á, thì lúc này thì các bạn mới nên kích hoạt 120Hz. Còn về sạc nhanh thì mình vẫn giữ nguyên cái quan điểm của mình từ khi mà chiếc điện thoại này ra mắt đến tận bây giờ. Đó chính là mình không đánh giá cao thời gian sạc của S20 Plus. Cơ bản là vì cái công suất sạc của nó chỉ có 25W mà thôi, cho nên nó không thể nào mà sạc nhanh vèo vèo vù vù như là SuperVox hay là SuperCharge được. Nhưng mà không có nghĩa là chiếc điện thoại này nó sạc chậm, chỉ là khi mà so sánh với những chiếc flagship khác thì S20 Plus này nó bị lép vế một chút mà thôi. Samsung Galaxy S20 Plus lúc mà ra mắt thì không được đánh giá cao bằng những Google hay là Huawei về mặt camera. Thế nhưng mà sau gần nửa năm rồi thì liệu Samsung có những nâng cấp gì về mặt phần mềm hay không? Rất may mắn thì mình có ở đây bạn Mỹ Trinh, siêu mẫu của Tới Mắt, sẽ giúp mình hỗ trợ chụp ảnh. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đánh giá chi tiết camera của Galaxy S20 Plus nha. Đi thôi! Camera trên Galaxy S20 Plus sau nhiều bản cập nhật nhìn chung đã có sự khác biệt khi mà so với thời gian đầu ra mắt. Ví dụ mà dễ nhận thấy nhất đó chính là màu da. Nhiều bạn than phiền rằng Galaxy S20 cho cái màu da có phần hơi ám vàng nhưng mà không nặng như các thế hệ trước. Nhưng mà sau nhiều bản cập nhật thì mình thấy màu da đã cho ra tự nhiên hơn, hồng hào hơn rồi. Nhưng mà vẫn còn đó một cái độ bệt bệt rất là Samsung. Và đây là phong cách xử lý ảnh của Samsung rồi. Trong điều kiện ban ngày thì ảnh S20 Plus làm rất là ngon. Mình không có gì phàn nàn về chất lượng ảnh đủ sáng cả. Ảnh chụp góc rộng thì cũng rất là tươi tắn, màu da cũng được làm khá tự nhiên. Khả năng zoom của S20 Plus thì cũng thuộc top hiện nay rồi. Chi tiết ảnh khi mà zoom cũng rất là được. Hy vọng là Trinh sẽ không thấy những tấm ảnh này. Tuy nhiên có một khuyết điểm vô cùng lớn trên chiếc máy này, khi mà xài một thời gian dài các bạn mới cảm thấy nó ảnh hưởng rất là nhiều. Đó chính là nhiệt độ khi mà sử dụng camera. Nó nóng thì thôi rồi, nhưng mà không hiểu sao nóng như vậy mà camera không tự tắt, nghĩ cũng hay. Nhưng mà mình hy vọng là trong các bản cập nhật về sau thì sẽ khắc phục luôn vấn đề này thì quá là tốt. Mình nghĩ điều này một phần đến từ con chip của Samsung chưa thực sự tối ưu tốt. Exynos 990 thì mình cũng đánh giá khá thấp khi mà sản phẩm này ở phân khúc là 24 triệu đồng. Nhưng mà khi còn có 14 triệu thì mình không thể chơi được rồi. Trong các dòng chip tự sản xuất thì mình không thích Exynos nhất, đơn giản là vì tính ổn định của dòng chip này thấp hơn các đối thủ khác. Chính vì vậy mà trải nghiệm chơi game trên Galaxy S20 Plus thì mình không thích bằng những sản phẩm cao cấp khác. Nhưng mà giới hạn về mức giá hiện tại đã đẩy sức mạnh của S20 Plus mạnh hơn các đối thủ. Mình sẽ có một video đánh giá chi tiết về hiệu năng của S20 Series để kiểm chứng xem là quan điểm về Exynos nhanh lỗi thời có đúng hay không nhé. Nhìn chung trong tầm giá 17 triệu đồng thì Samsung Galaxy S20 Plus quả thật sự là một sản phẩm rất là ngon rồi. Trà đá thì cũng đã hết. Và trải nghiệm của mình về chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Plus cũng dừng tại đây. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Các bạn đừng quên đăng ký và bấm nút chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.